Irasamase. Irasamase. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Irasamase Sài Gòn, nơi giới thiệu những món ăn và những nhà hàng Nhật nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn thân mến, Nhật Bản luôn nổi tiếng với nền ẩm thực cùng với các nguyên liệu tươi sống và cách chế biến tinh tế. Ngày hôm nay, chương trình sẽ cùng đồng hành với các bạn để khám phá một loại nguyên liệu độc đáo và một nhà hàng nổi tiếng với đặc sản này. Nào, chúng ta đi ngay thôi. Thịt bò Kobe là một đặc sản của thành phố Kobe thuộc vùng Kinki, Nhật Bản. Nguyên liệu bò Kobe nổi tiếng trên toàn thế giới vì hương vị đặc trưng khác biệt, với hương thơm nhẹ, phần mỡ săn chắc, hòa quyện với nạc, tạo nên sự mượt mà cho món bò Kobe khi chế biến những món ăn hấp dẫn. Vì thế, thịt bò Kobe được xếp vào hàng cực phẩm trên thế giới. Đây là loại thực phẩm rất đắt tiền, 1kg thịt có giá hơn 300 USD, loại đặc biệt có giá hơn 1.000 USD. Riêng tại Việt Nam, thịt bò Kobe có giá nhập khẩu không dưới 8 triệu đồng trên 1kg. Bò Kobe thường được chế biến thành bít tết, sukiyaki, shabu shabu, sashimi, teppanyaki. Và trong chương trình ngày hôm nay, bò Kobe sẽ được chế biến thành món ăn nào và có điều gì hấp dẫn chờ đón các bạn khi thưởng thức món ăn này? Hãy cùng Ngọc Nhi đến với nhà hàng Kobe Teppanyaki để khám phá ngay nào! Đây là nơi mà chương trình muốn giới thiệu cho các bạn, nhà hàng Kobe Teppanyaki. Chắc chắn sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên và choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của nhà hàng. Và trước khi chúng ta đến với món ăn ngày hôm nay thì hãy cùng tham quan nhà hàng nhé. Xin chào ạ. Xin chào chị. Chị tên là Giao Phạm, tổng quản lý của nhà hàng Kobe Teppanyaki. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng tham quan nhà hàng chút xíu. Nhà hàng Kobe Teppanyaki được xây dựng trên một nền của một căn biệt thự cổ. Lối kiến trúc phương Tây được kết hợp với phong cách Á Đông cổ kính làm cho không gian nhà hàng trở nên đặc biệt. Nhà hàng có 3 tầng với 10 phòng riêng biệt, được bày trí bàn ghế và sắp xếp chén dĩa đúng phong cách ẩm thực Nhật Bản. Trên mỗi bàn ăn được trang trí khéo léo bằng một bình hoa lụa và có một cô búp bê Nhật mặc kimono duyên dáng. Đến với Kobe Teppanyaki, thực khách sẽ được thưởng thức những tinh hoa ẩm thực Nhật Bản một cách trọn vẹn nhất. Với đôi tay điêu luyện của các đầu bếp nhiều kinh nghiệm cùng với những kỹ xảo tài ba, khéo léo và tài nghệ sắp xếp thức ăn nghệ thuật, thực khách sẽ được thưởng thức món ăn không chỉ bằng miệng mà còn bằng mắt khi khám phá văn hóa ẩm thực của xứ sở hoa anh đào. Nhà hàng Kobe Teppanyaki được thành lập vào tháng 9 năm 2011 dưới sự liên danh của ông Pan Ki-gu, Chủ tịch Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản tại Hồng Kông, công tước Phê Hốc Chun và danh nhân Lê Nguyễn Tuấn Minh. Kobe Teppanyaki đã có 4 cái tại Campuchia, là 3 cái ở Phnom Penh và 1 cái ở Siem Reap. Tháng 9 năm 2011 có một chi nhánh đặc biệt tại Việt Nam, đó là chi nhánh này. Chương trình Irasamase Sài Gòn đã đến rất là nhiều nhà hàng Nhật rồi, nhưng mà cái không gian và những cái điều đặc biệt ở tại nhà hàng của mình á thì đây là lần đầu tiên mà em cảm nhận được. Và em được biết là nhà hàng mình nổi tiếng với lại món bò Kobe, vậy thì chị có thể cho em đi khám phá thêm về cái nguyên liệu này không ạ? Bò Kobe thì có nhiều cách chế biến khác nhau, nhưng ngon nhất của bò Kobe là sẽ được chế biến trực tiếp tại bàn teppanyaki. Khi miếng bò đặt lên bàn teppan, khi tan chảy lớp mỡ và tiếng xẹt xèo trên bếp sẽ làm tạo cho một quý khách một cái cảm giác đặc biệt. Cái mùi của bò Kobe sẽ lan tỏa ra một mùi rất là đặc trưng. Chỉ có teppanyaki thì khách hàng mới có thể cảm nhận được tất cả những điều đó. Mới nghe chị Giao miêu tả thôi là Ngọc Nhi đã cảm thấy rất là hấp dẫn rồi và nôn nóng muốn đi khám phá. Vậy thì chị có thể dẫn Ngọc Nhi cũng như quý vị khán giả của chương trình Irasamase Sài Gòn khám phá về món ăn này không ạ? Được thôi, và hãy bây giờ chúng ta hãy cùng đi. Khi đến với bàn teppan thì sẽ có những đầu bếp chuyên nghiệp trực tiếp nấu tại bàn. Thì đến với chương trình Irasamase và với Ngọc Nhi hôm nay thì có bếp trưởng của nhà hàng Kobe Teppanyaki, siêu đầu bếp David Thái. David Thái là siêu đầu bếp người Pháp gốc Việt, nổi tiếng với những kinh nghiệm và kỹ năng điêu luyện trong việc tạo ra những món ăn độc đáo khi hòa trộn những hương vị đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới để tạo nên món ăn tuyệt hảo. Ngày hôm nay, siêu đầu bếp David Thái sẽ mang đến những món ăn hấp dẫn đặc biệt đến từ nhà hàng Kobe với bàn bếp Teppanyaki. Hiện tại thì Ngọc Nhi đã có mặt trong một căn phòng lớn và rất là sang trọng của nhà hàng Kobe Teppanyaki để chuẩn bị thưởng thức những món ăn đặc biệt của nhà hàng mình. Xin giới thiệu với Ngọc Nhi và khán giả, đây là siêu đầu bếp David Thái và đầu bếp Lê Thoại sẽ thực hiện những món ăn hấp dẫn trong ngày hôm nay. Bên cạnh món bò Kobe chứa danh, nhà hàng Kobe Teppanyaki còn mang đến cho thực khách những món ăn sang trọng, cao cấp được chế biến từ những nguyên liệu nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới. Irasamase Sài Gòn sẽ giới thiệu đến khán giả set menu hấp dẫn với các món ăn gan ngỗng áp chảo, bò Kobe áp chảo, bào ngư súp bơ tỏi và tôm càng nướng. Hãy cùng chiêm ngưỡng sự điêu luyện của các đầu bếp đến từ Kobe Teppanyaki ngay sau đây.
Cái món hôm nay của mình là ngan ngỗng ếch chảo phục vụ với một cái mức cháo. Teppanyaki là một cái cách nấu nướng rất là đặc biệt. Vậy thì nó có phổ biến ở bên Nhật không chị? Teppanyaki rất phổ biến tại bên Nhật, nhưng so với thị trường Đông Nam Á và đặc biệt của nước Việt Nam mình thì chưa được phổ biến. Và cái cách chế biến này thì nó sẽ phù hợp với những cái món ăn nào? Cách chế biến này thì phù hợp với tất cả các món ăn. Như Ngọc Nhi cũng thấy, thức ăn sẽ được chế biến trực tiếp tại bàn. Khách hàng sẽ có thể thấy được những món ăn của mình, quy trình chế biến như thế nào. Nãy giờ thì sau khi mà trải nghiệm và cũng được tận mắt chứng kiến cái cách chế biến món gan ngỗng bằng cái bếp này thì Ngọc Nhi cảm thấy là rất là thú vị. Mình vừa được nhìn nè, rồi được nghe cái tiếng xèo xèo, rồi ngửi cả được cái mùi hương trước khi mà chúng ta thưởng thức món ăn nữa. Một cảm giác rất là đặc biệt. Món gan ngỗng cũng đã làm xong rồi, xin mời Ngọc Nhi cùng thưởng thức. Để bắt đầu bữa tiệc, chúng ta sẽ cùng đến với món gan ngỗng áp chảo ăn kèm với sốt táo. Gan ngỗng được chế biến trên bàn teppanyaki, hòa cùng gia vị cơ bản bao gồm muối, tiêu. Sau khi gan ngỗng chín tới, đầu bếp sẽ đặt gan ngỗng lên trên mức táo. Thế là chúng ta đã có một phần gan ngỗng ngon tuyệt, bồng bềnh và tròn vị. Thì nhìn cái vẻ bề ngoài vàng ươm của nó thì đã rất là bắt mắt và hấp dẫn rồi. Nhưng mà cái miếng gan ngỗng này khi cho vào miệng á thì cảm giác nó sẽ tan ngay và tan bùng bền, rất là mềm và mịn. Cái vị béo béo của gan ngỗng mà không quá béo giống như chúng ta ăn những cái loại thức ăn khác bình thường, mà cảm giác rất là thanh, kèm với lại táo, táo ngọt ngọt khiến cho vị không bị ngán và cảm giác rất là thú vị. Lần đầu tiên mình được thưởng thức món đặc biệt như vậy. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với món đặc biệt nhất của nhà hàng, đó là món bò Kobe. Bây giờ mình bắt đầu là muốn cái bò Kobe. Bò Kobe là nguyên liệu thơm ngon, hấp dẫn. Vì thế khi chế biến món bò Kobe, đầu bếp sẽ ướp thịt bò với tiêu và nướng thịt bò vừa chín tới. Với cấu tạo mỡ đang xen với thớ thịt, vì thế khi chế biến, bò Kobe sẽ mềm mại, thơm ngon và có màu đỏ bắt mắt. Đầu bếp sẽ kết thúc quy trình chế biến bò Kobe bằng cách đốt lửa trên mặt bàn teppanyaki. Chắc chắn thực khách sẽ cảm thấy bất ngờ và thú vị khi thưởng thức món bò Kobe hấp dẫn này. Em được biết là món bò Kobe là một cái món nổi tiếng nhất tại nhà hàng mình, mà nguyên liệu bò Kobe thì lại rất là đắt tiền. Vậy thì tại sao nhà hàng mình lại chọn cái nguyên liệu này thay vì những cái loại bò khác? Có phải là do nhà hàng hướng đến đối tượng thực khách cao cấp không ạ? Đúng rồi, nhà hàng luôn đem đến những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất, tốt nhất và cao cấp nhất đến cho khách hàng. Khi mà đến đây, đặc biệt là những cái thực khách Việt Nam á, thưởng thức được những cái món ăn Nhật như thế này thì họ có nhận xét ra sao? Đối với người Việt Nam đến với nhà hàng Kobe Teppanyaki, cảm giác của khách hàng là một điều rất là mới lạ và thú vị, và cảm thấy rất hài lòng về những chất lượng món ăn của nhà hàng mình. Rồi, cảm giác rất là bất ngờ và khi mà trước khi thưởng thức món ăn mà được nhìn cái cảnh tượng như thế này thì rất là háo hức và thú vị. Ở đây mình sử dụng cái muối là muối Himalaya, thì tại sao không phải là loại muối khác mà phải là loại muối này? Cũng cùng đi với cái giá trị về chất lượng bò thì mình sẽ chọn là muối Himalaya và có mùi vị không mặn quá, nên khi ăn kèm với bò Kobe thì rất là đặc biệt, tạo nên một cái mùi vị không áp lấn bò Kobe. Em ăn nhiều muối Himalaya sẽ giúp cho đường tiêu hóa tốt và giảm được bệnh tiểu đường. Để thưởng thức trọn vẹn hương vị món bò Kobe, nhà hàng đã sử dụng một loại muối đặc biệt được chiết xuất từ băng đá trên đỉnh núi Himalaya. Muối Himalaya sẽ giúp cho món bò ngon như thế nào? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Món bò Kobe sẽ ngon hơn nếu chúng ta dùng với rượu vang đỏ. Và ngay bây giờ chị mời Ngọc Nhi sẽ thưởng thức món rượu vang đỏ đặc biệt của nhà hàng. Xin giới thiệu với chị Giao và Ngọc Nhi, đây là dòng rượu Barocco thuộc thương hiệu Texan của Pháp, do đầu bếp Michelin 3 sao Michel Gerard chế tác, giúp cho cảm nhận món ăn ở chất lượng cao nhất. Thì Huy xin phép khui và phục vụ rượu này để giúp cho chị với lại Ngọc Nhi thưởng thức món bò Kobe. Chúc chị Giao và Ngọc Nhi thưởng thức món bò Kobe ngon miệng. Cảm ơn Huy. Ngọc Nhi cảm thấy là cái đĩa bò Kobe trước mặt Ngọc Nhi rất là hấp dẫn, trang trí rất là bắt mắt. Ngoài ra thì miếng thịt của chúng ta với những cái sớm mỡ đang xen với thịt nhìn rất là đẹp và một cái màu đỏ rất hấp dẫn nữa. Mà cái miếng thịt lại ướt ướt, chắc là đây là cái mỡ nó đã tan chảy ra trong quá trình mà chúng ta nấu nướng. Chắc là bây giờ mình sẽ ăn thử một món chị ha. Bò Kobe mình sẽ
lấy một ít wasabi đặt lên bò Kobe, ăn kèm với tỏi và mình chấm với một ít muối Himalaya. Miếng bò của chúng ta rất là mềm và khi mà vừa cho vào miệng thì gần như là tan ra và có một cái vị ngọt tự nhiên. Ngoài ra thì có thêm sự kết hợp với lại wasabi, một cái hương vị nồng nữa, khiến hương vị càng đặc biệt hơn, đặc biệt là muối Himalaya này. Thực sự nó không mặn giống như muối bình thường chúng ta ăn, mà nó một cái vị mặn rất là vừa phải, vẫn giữ được cái vị thanh cho món bò của mình. Cheers. Rượu rất là ngọt, nếu như ăn kèm với bò Kobe thì dạ, làm tăng cái hương vị rất là nhiều, mà cái vị rượu rất là thơm nữa. Sau khi thưởng thức món bò Kobe tuyệt hảo, ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những quy trình chế biến món bò ngô sốt bơ tỏi và tôm càng nướng đặc sắc của nhà hàng Kobe Teppanyaki. Thì có một cái vị ngọt tự nhiên của hải sản rồi giòn giòn trộn lẫn với lại cái vị của bơ tỏi nữa, cảm giác rất là thú vị khi mà chúng ta vừa ăn vào. Và chắc chắn đối với những ai mà thích ăn hải sản thì món bào ngư này quả là một lựa chọn tuyệt vời. Tôm càng xanh này được chế biến vừa chín tới vẫn giữ được một cái độ giòn và rất là tươi sống, cũng như là cảm thấy rất là thanh, cảm giác giống như là cái miếng thịt tôm của chúng ta nó trong veo chứ không phải là giống như bình thường chúng ta thường thấy, và một cái màu đỏ rất là bắt mắt. Nên chắc chắn là khi mà một món tôm ngon như thế này vừa dọn ra trước mắt thì các bạn sẽ không bao giờ đợi lâu được đâu. Ngay sau đây hãy cùng gặp gỡ chị Kim Nguyễn, Hoa hậu Quý bà châu Á 2016, một thực khách quen thuộc của nhà hàng, để lắng nghe những chia sẻ của chị khi thưởng thức những món ăn tuyệt vời của nhà hàng Kobe Teppanyaki nhé. Kim thường xuyên đến Kobe Teppanyaki vào những dịp lễ, những dịp cuối tuần. Kim thường đi với gia đình ông xã và baby đến đây. Ở nhà ở đây không gian thoáng mát, với lại đặc biệt là chúng ta có không gian riêng, chúng ta có thể tiếp bạn bè, trò chuyện thoải mái mà không sợ ảnh hưởng đến người khác. Kim thích nhất là bò Kobe nè, tôm hùm Canada nè. Tôm hùm còn sống và tươi, chế biến ngay trước mặt các bạn và các bạn có thể cảm nhận được cái độ tươi ngon của món ăn. Kim đến nhà hàng Kobe thì Kim cảm thấy rất là tin tưởng, và khi Kim dùng thức ăn ở đây, Kim cảm thấy rất là an toàn cho sức khỏe của mình, bạn bè mình và người thân của mình. Vậy là ngày hôm nay Ngọc Nhi đã thưởng thức xong những món ăn rất là đặc biệt, một cái set ăn đặc biệt của nhà hàng Kobe Teppanyaki. Và phải nói là đây là lần đầu tiên em được thưởng thức những cái món ăn tươi ngon đến như vậy, và cái hương vị cũng rất lạ, cũng như là rất là vui khi mà được tận mắt chứng kiến cảnh chế biến của đầu bếp rất là điêu luyện. Cảm ơn chị Giao rất là nhiều và cảm ơn nhà hàng của mình đã tạo điều kiện cho chương trình ERASMC Sài Gòn đến đây và khám phá những món ăn độc đáo. Cảm ơn Ngọc Nhi và cảm ơn khán giả đã đến với nhà hàng Kobe Teppanyaki. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi. Các bạn đừng quên theo dõi chương trình ERASMC Sài Gòn để thưởng thức nhiều món ăn cũng như những nhà hàng đặc biệt tại Sài Gòn nhé. Và đối với những bạn yêu thích ẩm thực Nhật Bản thì các bạn đừng quên hãy đến ngay số 13A đường Tú Xương để cùng đến với nhà hàng Kobe Teppanyaki và thưởng thức những món ăn đặc biệt này nhé.